Có đôi khi nhiều người dòm ngẫm nghĩ, hiểu, biết, nhưng mà chỉ biết vài ba tháng thôi, không bao giờ biết được trong cái bài quyền đó. Là vì ông này, ông thầy này, ông dạy tôi, ông nói một câu rồi: bài này tao dạy cho mày là nếu tao chết rồi là không ai có đâu. Tại vì ông này ông dạy, ông hồi xưa nói tôi một câu đơn giản thôi: người nào mà dạy mình không lấy tiền, người đó mới thật. Có nghĩa là tôi sanh đẻ tôi ở Cầu Muối từ hồi xưa tới nay, giấy tờ tôi hiện tại cũng vẫn còn ở đó tới nay. Hồi xưa tôi học võ đường Từ Thiện, Úc Từ Thiện là tự do đó, Nguyễn Anh với là tự do hai thứ đó. Cho nên mấy ông nào, có mấy ông nào biết đó, là nó Úc Từ Thiện là biết liền là tôi ở gần ngay Úc Từ Thiện. Nhưng mà trong cái đường hẻm 15 á, cái đường hẻm đó nó kêu bằng đường hẻm 15, đường hẻm số 15 là có hai lò, một lò Úc Từ Thiện, một lò Bảy Dự Xin. Tôi cũng có học chỗ này ngất chỗ kia ngất hồi nhỏ mà tới cuối cùng á, tôi quýnh với thằng bạn tôi đó, mà thằng bạn tôi chỉ có chân rưỡi à, một chân á thì 10, một chân thì có 5. Làm thấy mình nuốt ăn nhờ gì dễ nuốt là gì dạ. Đâu, nhưng mà cuối cùng tôi lại thua nó, là tại vì sao không ôm nó được, nó quýnh không trúng nó mà không ôm nó được, là vì nó đi những cái tư thế này nè: xếm ăn cái đỏ, xếm ăn cái gót, cái con tặc của nó đó cứng lắm, nó quăng lên cái bể tường luôn mà, bể lỗ tường luôn mà. Tôi nói thôi đủ rồi, thua chịu thua đó. Cuối cùng nó gần đi nước ngoài á, nó mới chỉ cho tôi cái người này, là vì cái người này nó dạy mình nó lấy tiền đó, nó thử mình trước rồi đó, mình cứ lên về vậy đó, mà mẹ nó thử hoài đó, rồi nó cảm thấy nó sung rồi nó kêu mình vô đứng dậy dò dài cho một cái rồi đi về. Mà ông này cũng rất là khổ, nhà sàn đèn dầu không có điện. Khổ lắm. Mà ông cũng là thầy bùa Đỗ Ban, ông tên là Võ Văn Ri, cà ri á, dạ. Võ Văn Ri. Rồi sau này tôi học ổng được thời gian, tôi mới quen được sư huynh của tôi, kết nghĩa anh em thôi. Ông này tên là Võ Tấn Lợi. Hồi xưa ổng là đại diện cho Tổng Nha, đấu với Đại Hàn, ổng là mở võ đường ở Tổng Nha để huấn luyện Taekwondo. Ổng là Taekwondo lục đẳng của Đại Hàn cấp đó, hồi xưa đó. Ngón tay của ổng á, ông có thể ông chọt lúc cán luôn à, chính mắt tôi thấy rõ ràng, chứ không có đâu, không có nghe bậy tầm bạ trên mạng lum tà đâu, không có đâu, thấy rõ ràng luôn. Dạ. Giống như cái ông kia mà vừa xem ông chọt cái chọt đó đó, trên mạng có đó ông gì đó. Dạ. Đó giống như, nhưng mà ông còn nắm gì, ông còn giữ là cái thăng bằng gì, đúng không? Dạ. Còn ông này chỉ có vậy thôi nè, bạc vô nó trong đây luôn nè. Mà ông này là ai? Ông này là Võ Tấn Lợi, ông này là ở khu Mã Lạng đó. Ông thời gian ông ở khu Mã Lạng mấy năm đó, rồi ông giờ tôi chở ông đi dạy Taekwondo ở sân Ta Be với là sân 30 tháng 4, dạy cho nhà nước mà à, giờ ông có thời gian có người ta dịch viên mới dắt đi thôi, mới cho ông đi thôi. Ông tên là Võ Tấn Lợi à, ông rất là nhiều môn, mà ông là ở ngoài đời kêu ông bằng sáu lẹo. Dạ. Dân chơi kêu ông bằng sáu lẹo, tại ông đại diện cho Tổng Nha, ông đấu với đội Đại Hàn mà, ông đại diện cho Tổng Nha mà. Không có nào mà cảnh sát hồi xưa là không có nào biết ông. Bây giờ có thể tôi cũng còn biết được vài ba người, nhị đẳng tam đẳng tôi cũng không biết. Em út cổng á có dắt lưỡng rồi về chơi tôi biết, nhưng mà xưa lâu quá thì tôi cũng biết ông chết sống luôn. Lúc đó thời điểm đó mấy đại ca mình bảy mấy không, mình mới năm mấy rồi. Dạ. Bây giờ mình không biết sống hay chết mình không biết, nhưng mình chỉ dẫn chứng được. Thí dụ người nào muốn nói tiểu sử của người nào, tôi có thể tôi nói cho mấy người đó nghe được, là đối với những người nào tôi biết được. Giống như Võ Tấn Lợi ha, Minh Cầu Muối ha, Cu Trắng Cu Đen ha, Lê Anh Em ha, Năm Cam ha, tại tôi ở ngay chỗ đó mà. Và chút thầy Tư Cu Trắng ạ, ông Tư Cu Trắng, ông ấy mới mất đấy chú. À vậy hả? Dạ, mới mất. Nó dài rồi mà, ông mới mất. Nó bảy mấy rồi đó chứ. Dạ. Nó ở nhà lô mà. Rồi mới mất cách đây được khoảng 2 tháng. Còn những cái hồi xưa mà đấu đài đó. Dạ. Tại vì mình hồi xưa đấu đài thì mình không có đi nhiều, mình còn nhỏ mà, mình đâu có đi nhiều. Mình đâu có ai dắt mình đi đâu. Dạ. Cho nên võ đường Từ Thiện đó, đi đấu đài là bằng thắng về nhiều lắm. Và chú có thể kể tiếp cái câu chuyện về sư huynh của chú, rồi thầy của chú học. Rồi trong những cái bài mà bí truyền của môn phái đó,
hoặc là chú có thể cho mọi người biết được là những cái bài quyền gì ở trong cái hệ thống mà chú học được học từ ông thầy chú được không ạ? Bây giờ về dạ. Sau khi tôi biết được người thầy đó, giờ thằng bạn tôi nó mới đi nước ngoài, ông có nhận rằng là ông dạy tôi, mà tôi vô á là ông cho tôi đứng bằng ở ông dòm từ trên xuống dưới, cái nói rồi rồi mai chiều 5 giờ 6 giờ ghé thầy, giờ mình phải đi về nữa, chiều 5 giờ 6 giờ lên uống cà phê đen, hút thuốc lao động, người nọ bà vợ chứng minh giảng nó này cái nọ đó uống gì đó, giờ cái chút xíu nó không vô nhà cái ông đứng dậy đi chỉ cho một cái một rồi về nhà giảng tập đi, còn mày kêu người đỡ, không có thằng nào đỡ hết á, không có đỡ nổi đâu, mày cứ tập gì hoài cho tao. Rồi cái ngày sau mình lên cũng một cái nữa, nhưng mà nó kéo dài tôi tới 4 năm. Cái cuối cùng của tôi là cái cây này là ông đã mắc, là học xong bài quyền cái cây này là ông đã mắc. Thì một cái cây này đó, nói chung ra nó chỉ có là gần 100 miếng thôi, gần 100 thế thôi, có nghĩa là bẻ xiết phá tạc chọt vét đủ thứ kiểu, nói chung là các kiểu, cho nên những binh khí phải không toàn bộ là lấy trong cái đường này ra hết. Là giọng nói với tôi vậy mà, nhưng mà thật trình tôi nói, tôi theo tôi bây giờ tôi biết tôi u sắm mấy rồi, theo tôi biết bây giờ tôi chưa thấy người nào biết xài cái cây này hết, kể cả bên nước ngoài mấy cái Malaysia này cái nó quýnh mấy cây mây đó dạ. Thấy không, kể cả mấy cái đó không phải, mấy cái đó quýnh để đỡ thôi, quýnh để gạt, quýnh này cái kia, còn tôi quýnh gần có đỡ được rồi, tôi quýnh thấy còn không thấy nữa lấy gì đỡ, đúng không, thấy còn không thấy nữa, thấy không, sao thấy giờ tôi gì, thấy không, thấy không, thấy không, đâu sao thấy được, thấy không, đúng chưa, thấy không, thấy không, sao thấy được à. Cho nên không bao giờ thấy được, cho nên tôi mới nói rằng là hồi đó đến giờ tôi phải công nhận tôi quen nhiều sư huynh lắm, cũng là võ sư không, nhưng mà tôi đưa không bao giờ, chỉ đón được 1-2 cái thôi chứ không bao giờ biết cái bài này dạ. Cái bài này đúng ra ông thầy cũng nói là bài này là bài tả cổ bổng đầu môn thiếu lâm, và cái bài này tôi không nói vậy thôi, mình biết vậy thôi, nhưng mà thực chất ra mình thấy, mình suy nghĩ tới bây giờ mình vẫn thấy là ông nói cũng đúng lắm đó nha. Tại vì sao đầu môn thiếu lâm mà đầu môn bắt đầu ra có bài quyền mà là từ cái cây này ra thôi, chứ ở đâu có đồ binh khí đâu mình xài đâu ừ. Đúng không, trong rừng mà làm có binh khí mà xài nè, chỉ có những cái này thôi, hổ nè rút nó mắt rút nó bỏ nó chạy thôi, rút nhọn hổ nè đâm, hiểu chưa, chứ đâu có binh khí đâu. Đấy, bây giờ cũng vậy đó, con chó rồi mình cầm tới cái cây này nó sợ thấy mẹ không, mình cầm cây bự nó không sợ, chứ cầm cây nhỏ xíu nó sợ thấy mẹ không, nó là như vậy đó. Cho nên người ta gọi ổng gọi là tả cẩu bổng là gậy đánh chó đó, nhưng mà của đầu môn thiếu lắm nhớ, tôi nghĩ rằng còn bây giờ á, thí dụ tôi đưa cho cha sư huynh đưa á, kết nghĩa thôi, ông Trần Cũ á ổng chết rồi, ổng là trưởng bộ môn ở Nhân Mỹ Đường, ổng nói cái này á, là tả cổ bổng, nhưng mà thật sự mình không nói gì đâu chứ mình mới ổng biết xài không mình không biết. Có nghĩa là mình chỉ biết được như vậy thôi, nhưng những cái này tôi chỉ cho mọi người, tôi không có chỉ đâu, tôi chỉ cho mọi người phòng thân ok, chứ tôi không có chỉ được ở ngoài để mà tôi bán lấy tiền. Dạ. À, cái này tôi cảm thấy người đó ok, tôi thích, tôi chỉ cho người đó. Thí dụ người đó đi đường nhiều, đi ra ngoài đường nhiều, tôi chỉ cho người đó ok. Là vì sao? Ở ngoài đường mình đang đi làm công chuyện mà, mình đi đêm mà, mình làm sao có binh khí để mà mình xài. Dù gì 2-3 thằng rồi sao? Dạ. Nhưng mà những cái cây nhỏ, bông hoa lá cành ở ngoài rất là nhiều nha. Thấy không? Nhưng mà những cái đó là người ta không bao giờ để ý, nhưng mà dễ lấy con mắt người ta đó. Chú, cái khoảng nó khoảng dài bao nhiêu à, chiều dài 7 tấc dạ. Chiều tròn có thể mình vừa ngón tay cái cũng được, vừa ngón tay cái thôi à, nếu mà mình học được cái cây này, bất cứ cầm môn khí nào, binh khí nào mình cũng đều xài được hết.
dám bảo đảm luôn. Đầu lúc nào phải nhọn như vậy ạ? Không, đầu nhọn không, không, đầu nhọn là khi nào mình đụng chiến trận á. Dạ. Mình mới vét cái này cái đó để cho người ta sợ. Dạ. Cho nên mình cái này là mình mới cái đầu này mình mới nhọn. À cái tức là hiểu chưa? Hiểu chưa? Là, một bên dụ. À. Một bên thay vì bây giờ cái này mình bằng hết thì cũng được, không sao hết. Dạ. Thấy không? Nhưng mà mình bằng hết, nếu mà mình đụng trận đông quá mà nó cầm vũ khí thì nó thì cái đầu mình đục thì nó cũng chưa thấy gì. Mình vét cái này lên thì đương nhiên cái nó sẽ sợ hơn 50%. Hiểu chưa? Cái này là cái áp đảo tinh thần, tâm lý chiến đấu ấy. À, áp đảo tinh thần. Nhưng mà cái chính của nó là cái này. À là cái đầu. À, cái chính nó là cái này. Dạ. Hiểu không? Cho nên có đôi khi người ta gì? Mình thấy mình sợ rồi đấy không? Không nó tạt cái này ra con gì nữa. Dạ. Nó quất cái này nè. Thấy chưa? Bóc cái này đó rồi. Thấy chưa? Nhưng mà những cái đường này đó tôi thì không biết nhiều, nhưng mà theo thầy tôi nói đó, cái cây này đó, toàn bộ những binh khí đều lấy trong cái đường này ra hết. Là tại vì sao? Cái này phải có đường roi không? Thấy chưa? Ông bính đòn dài á, mấy ông mà đi đi bề quyền đòn dài á, đòn côn á, mấy ông có chơi cái này không? Cũng có vậy. Nè, mấy ông vậy là không có à? Đúng không? Mấy ông vậy là không có à? Thấy không? Cho nên nằm trong đây hết. Nhưng mà cái này á, đôi khi thấy nó đơn giản, thấy là người ta không ai sợ đâu, nhưng mà cái hiệu quả nó lên tới đỉnh luôn. Là gì? Như vậy nè, thì mình đập người ta đâu có sợ, đúng chưa? Dạ. Nhưng mà mọi người đập làm gì? Tại vì mọi người không biết xài, mọi người mới đập thôi, đúng không? Bây giờ cái tay này, mọi người gồng lên. Bây giờ tôi quất vô đây mọi người gãy không? Tôi quất cái bóc là gãy liền cho ở đó, đúng không? Còn tôi đập mọi người đỡ được, tôi quất cái này là gãy không? Nó vô là tôi xỉa là mọi người là gãy không? Thấy chưa? Có đôi khi nhiều người dồn ngẫm nghĩ, hiểu, biết, nhưng mà chỉ biết vài ba thế thôi, không bao giờ biết được trong cái bài quyền đó. Là vì ông này ông thầy ông dạy tôi nói một câu rồi, bài này tao dạy cho mày là mấy mốt tao chết rồi là không ai có đâu. Tại vì ông này ông dạy, ông hồi xưa nói tôi một câu đơn giản thôi: người nào mà dạy mình không lấy tiền, người đó mà thật. Còn người ta kinh doanh, kinh doanh là để trường lớp, để quà, để là huấn luyện cho con người nó có tinh thần chững chạc, phải không? Linh hoạt vậy thôi, chứ nó cũng chưa không phải là cái gì hết. À, là vậy. Nhưng mà trước khi muốn học được mấy cái này, phải không? Thì phải chịu thề ba thứ, ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, không phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Điều kiện thứ hai, không ăn hiếp kẻ dưới mình. Điều kiện thứ ba, không bán nghề. Dạ. Đó, nó là như vậy. Chịu, đốt nhang thề đi, giờ ông sẽ dạy. Không bán nghề đây là như thế nào ạ? Không bán nghề có nghĩa là mình không mở trường mình dạy mình lấy tiền đó. Mình đâu không bán nghề đó. Mình lấy tiền người ta là mình bán nghề còn gì nữa. À dạ. Hiểu không? Dạ, có nghĩa. Bây giờ tao dạy mày, tao mới lấy tiền mày. Nhưng mà mày mua gạo, mua sữa cho tao uống ok. Là tại tao lấy cái tiền đâu. Cho nên tao có gọi là bán đâu. Cho nên ví dụ, tao thích thì tao dạy, tao thích thì tao nghỉ. Tao kêu mày đi về đi. Giống như hồi xưa vậy, mình học có một cái mà mình phải ngồi từ 5 giờ chiều ngồi tới 12 giờ tối mình mới đi về, mà từ Cầu Muối đi lên tới Chương Minh Giảng cổng Sở Lượng sao tới 12 giờ phía mới về chạy xe đạp, mà chỉ có một cái, một nhưng mà một cái là thấm một cái. Là như vậy. Cho nên tới bây giờ mình u sắm mấy rồi mình mới hiểu được, kiếm một người thứ hai như ông này cũng có. Bây giờ chú có thể đó, như chú nói nào, có thể là đi một đoạn quyền cho người ta thấy được không? Hoặc là cái thế để làm sao để cho nó rõ hơn, được, sâu sắc về cái bài này được không? Bây giờ trước tiên tôi... Nhưng mà chú khoan khoan, bây giờ chú sẽ tính cho con cái khoảng cách nha, để con đặt cái máy. À, bốn hướng nó nhanh lắm. Bốn hướng này. Bốn hướng hả? Vậy con sẽ ngồi đâu con quay? Bốn. Đâu bắt đầu mình tính góc này luôn rồi.